hai cái khổ mà rất là quan trọng mà đời người chúng ta thường phải đối diện, đó là cái khổ về tình cảm. Khổ tình cảm là cái khổ mà thương yêu mà xa lìa là khổ. Cái khổ thứ hai là thù ghét, gặp nhau là khổ. Thì đó là hai cái khổ mà chúng ta đối diện rất là nhiều. Nó được tóm gọn bằng hai chữ thôi, là yêu và hận. Bài pháp thoại ngày hôm nay với chủ đề yêu và hận. Nói về yêu thì chúng ta biết rồi ha, yêu thì có nhiều dạng tình yêu mẹ con, tình yêu gia đình, tình yêu vợ chồng, rất là nhiều tình yêu. Nhưng mà riêng cái hận á, cũng rất là nhiều loại hận nha quý vị. Hận á, ví dụ như là ôm hận, mình ôm cái hận ở trong lòng, rồi oán hận, rồi rửa hận, rồi nuốt hận, là nuốt cái hận vào bên trong, tức là ức nghẹn mình nuốt nó vào bên trong là nuốt hận, rồi căm hận, là căm thù nha, gọi là căm hận, rồi tới phiên trường hận. Trường hận là tức là cái hận mà không có giải quyết được một đời mà phải quyết nhiều đời, mà gọi là trường hận. Cái người mà dính vô cái trường hận này là khổ đau lắm, là quân tủ trả thù 10 năm chưa muộn mà 10 kiếp cũng chưa muộn. Tức là gọi là trường hận, ghê gớm lắm. Cái hận nó nhiều dạng lắm. Rồi tuyết hận, tuyết hận là cái lạnh mà nó giá băng, mà nó một việc chút xíu thôi mà nó làm cả cuộc đời một con người bị tiều tụy, mà gọi là băng giá luôn á, đóng cái lửa cửa lòng của mình chỉ vì một chữ hận thôi, cho gọi là tuyết hận, ghê gớm vậy đó. Rồi uất hận, uất hận nhiều người mà bị bệnh tim á, uất hận mà học máu mà chở bệnh viện á, cấp cứu á, học máu gọi là uất hận trong lòng. Rồi thù hận nó còn đỡ ha, thù hận thì cái nhẹ nhất chút xíu là nó giải quyết liền là sân hận. Nhưng mà cuối cùng hết tất cả rồi là hối hận. Cho nên giải quyết hết tất cả mọi thứ rồi mình thấy mình hối hận quá. Cái người mà chưa có tu tập thì họ thấy cái chuyện hận thù nó là một cái bình thường. Nhưng đối với mình tu tập á, mình hiểu được cuộc đời là giới hạn á, cuộc đời là mong manh á, vô thường. Đâu có vì những cái chuyện đó mà làm cho cuộc đời mình đau khổ như vậy á. Mình nghiệm ra hết tất cả các loại hận ở cuộc đời rồi, mình thấy mình hối hận. Thì bởi những tháng ngày qua mình sống rất là tệ bạc với chính bản thân mình, cho nên mình hối hận. Từ ngày hôm nay mình hứa là mình sẽ sống vui hơn. Từng mình hứa là cái kẻ thù của mình đó, nó không phải là con người, không phải là những cái người mà mình đã từng yêu thương, đã từng gắn bó, đã từng sống chết với nhau. Mà ta nói là khi nào mà yêu nhiều chừng nào á là hận nhiều chừng nấy. Ta nói là thương nhau lắm rồi cắn nhau đau. Thương nhau lắm rồi rồi cắn nhau đau. Cho nên yêu người mà yêu vô lý á là chúng ta sẽ hại người. Nhưng mà hận người á mà hận vô lý á thì chúng ta sẽ hại mình. Tức là có những cái lý do mà hận không có lý do. Lý do bởi vì là cái người đó không còn thương mình nữa thôi, không còn đáp ứng những cái nhu cầu của mình nữa, rồi mình cần những cái điều kiện gọi là condition á mà người ta không cho, không cung ứng đủ á, không đem lại cái hạnh phúc cho mình á, là mình quay lại mình coi họ là kẻ thù. Cho nên gọi là cái hận mà không có lý do. Cho nên á, mà hận mà không lý do như vậy á thì chúng ta sẽ quay lại hại mình. Cho nên á, nếu bạn là bà từng bị căm ghét á thì bạn đã được thương yêu rất nhiều. Nó rất là thâm thúy. Trước khi mình bị người ta thù hận nhiều chừng nào thì hồi xưa là cái người đó là cái người thương mình nhiều nhất. Cho nên người ta thương người ta mới hận, nó mới oán hờn. Khi mình nghiệm ra được cái điều đó thì mình biết là khi mình cái tình yêu đến mình không mong đợi gì. Tình yêu đi, em không hề hối tiếc. Ngày xa xưa em hát giữa dòng sông, bây giờ đây em hát giữa dòng đời. Dù dòng đời không êm ái như dòng sông. Cho nên người ta nói là cái nhiều người yêu nhau lâu quá mà quên cưới. Có nhiều người yêu nhau lâu quá mà quên cưới luôn.
mình khi mà mình hỏi ba mẹ chúng ta, có nhiều người á yêu nhau mấy chục năm, có mấy mặt con rồi đó, nhưng mà chưa bao giờ được lên xe hoa, chưa bao giờ đám cưới. Hồi xưa khổ nghèo quá thì về ở chung, gấp gạo nấu chung thôi, chứ đâu có đám cưới đám hỏi gì đâu. Nhưng cái xã hội bây giờ nó đau ở chỗ là nhiều người cưới nhau lâu quá mà quên yêu, đúng không? Nhiều người cưới nhau lâu, rất là lâu, cưới mấy chục năm luôn á, gọi là có mấy mặt con luôn, con đùm cháu đóng luôn á mình, nhưng mà tiếc con cái là quên yêu. Cái tình yêu thật sự khi mà trước khi chúng ta lên xe hoa thôi, trước khi chúng ta là nói tiếng chồng vợ với nhau thôi, thì đó mới thật sự là tình yêu. Khi bắt đầu lên xe hoa kết hôn nhau rồi thì chúng ta đối xử với người mình yêu không còn là người yêu nữa, mà coi cái người đó là cái người đã thuộc về mình rồi, mình mặc tình làm cho người ta đau khổ. Cho nên có những người đã cưới nhau rất là lâu rồi nhưng bị một cái là họ quên yêu. Cho nên sống được như vậy thì chỉ còn là những người nhìn mặt nhau, gọi ta bằng mặt mà không bằng lòng. Cho nên tình yêu nó như một hạt tiêu, mà tuy nhỏ bé nhưng mà rất là đắng cay. Khi mà quý vị mà ăn đồ á mà nó bị ngạn mà mắc một cái hạt tiêu á, nó nằm ngay cổ á, mà nó bị thốn á nha, mà nó bị ấp ức á, là nước mắt nước mũi gì nó chảy đầy hết trơn á. Mà mặc dù cái hạt tiêu đó rất là nhỏ, như lúc trước mà trò đi Tây Bắc á, trò đi lên trên núi á, mà cảnh thiên nhiên đẹp vô cùng vô tận luôn, mà buổi trước khi mà con ngắm cái thiên nhiên đó đó, là buổi chiều hôm đó đi cái bằng cái xe máy đó, thì nó bị một cái hạt bụi á nó vướt vào trong cái mắt của mình á, mà nó đau nó thốn vô cùng luôn. Nói là sáng mai á mình sẽ được đi ngắm mây bay giữa lưng chừng núi rồi nha, nghe một cô thôn nữ vùng Tây Bắc hát hò đòi nọ luôn. Tự nhiên cái tối hôm đó nó đau nhức mắt mình vô cùng vô tận, sáng cái mình cũng đưa đi, mình ra mình ngắm mây bay rồi trời lạnh gì không có cảm giác gì trơn á. Cái cảm giác mình hầu như là nó chỉ tập trung vào cái con mắt mình nó thốn nó đau mà mình không mở lên được. Rồi phải chờ tới trưa như vậy á, mới từ trên đỉnh núi mới đưa xuống bác sĩ á, họ mới kiểm tra con mắt của mình á, là họ thấy không có hạt bụi nào hết trơn á, mà nó chỉ có một cái vết đen nhỏ chút xíu thôi, mà nó nằm ngay trên cái mí này thôi. Nó làm cho mình gọi là từ buổi chiều hôm qua mà nó đau thốn vô cùng. Thì lúc đó mình ngắm mây bay, ngắm sông, ngắm nước, ngắm gì không có cảm được cái gì hết, mà tất cả chỉ còn lại là một cái nỗi đau thốn tung trong mắt của mình thôi. Thì khi mà mình đau khổ trong cái tình yêu nó cũng như vậy quý vị. Khi mà mình đắng cay, mình tủi nhục, mình bị đau khổ như vậy, mình không còn cảm thấy cuộc đời là ý nghĩa nữa. Mặc dù những gì mà diễn ra đang trước mắt mình nó vô cùng xinh đẹp, vô cùng lộng lẫy, mình quên hết tất cả mọi thứ đi. Tất cả mình chỉ dồn lại đó là nỗi đau. Khi mà mình cô đơn á, cái nỗi cô đơn thật sự á, không phải là mình sống một mình cô đơn, mà cái nỗi cô đơn thật sự là khi mình sống chung với một cái người mà họ không hiểu mình, thì đó mới thật sự là nỗi cô đơn thật sự. Mà nỗi đau đó nó thâm thúy lắm, nó âm ỉ mà nó đau tới tận xương cốt, sống chung một người không có hiểu mình. Cho nên cái điều may mắn nhất mà phước báo mà lớn nhất trong cuộc đời là khi mình sống chung với cái người mà hiểu mình. Đó là người có được người cha, người mẹ thương hiểu mình, có được người chồng thương hiểu mình, có được người con hiểu mình, là cái đó là cái phước báo lớn lắm. Chứ đôi lúc mình sống với con, mặc dù nó đi ra đường gặp bạn bè ai cũng khen thằng nhỏ con của mình đẹp trai xinh hoặc là đẹp gái dễ thương rồi chứ, nhưng mà mình nói không nghe gì chứ. Rồi mình cố gắng mình dồn cả tâm huyết của mình để mình xây dựng cái tương lai cho nó, nhưng mà hầu như không bao giờ hiểu cảm được cái tấm lòng của mình, thì lúc đó là mình mới thật sự là cô đơn. Cô đơn. Cho nên quý vị mình tu, mình ngộ ra, mình nhận ra được cái điều này, mình thấy nó là một cái quá trình mà mình phải ngồi im á, thì mình mới thấy rõ được. Cho nên tại sao trong đạo Phật lúc nào cũng nhắc mình phải tĩnh, phải lặng, thì khi mà mình tĩnh mình lặng mình mới thấy rõ được vấn đề, mình mới thấy được cái nguyên nhân của cái khổ đau. Cho nên khi xưa mà chưa yêu á, chưa biết thế nào là hạnh phúc, nhưng mà bây giờ mình yêu rồi mình mới biết là hạnh phúc chỉ là khi xưa thôi. Vì đồng ý không?
Cho nên trong cái bài Tình Nhớ của Trịnh Công Sơn, ông có viết một cái đoạn mà đọc rất là hay. Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng, khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông. Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng, nhưng mà khi đã có đầy đủ rồi, khi cơn đau lên đầy rồi thì tình đã mênh mông. Hồi xưa mình sống cực khổ, có muối ăn muối, có nem ăn nem, có chả ăn chả ha. Hai người lặm lụi nuôi con khôn lớn trưởng thành, rồi đến khi mà có đầy đủ chút xíu, có chút được vật chất, có chút được công danh sự nghiệp đầy đủ rồi thì sao? Thì cái mình nhận lại là hầu như chỉ toàn là những cái sự bể bàn. Cho nên khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng, khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông. Mình quẩy đầu mình nhìn ngã sang tay trái, sang tay phải, sang phía trước, không còn nữa. Mặc dù chung quanh ta có đầy đủ hết, một cái nhà lầu, cái xe hơi, con cái lớn, nhưng mà cái tình yêu khi xưa đã chết rồi. Cho nên một người á thì về đỉnh cao, một người đi về vực sâu, để cuộc tình chìm mau như bóng chim cuối đèo. Một người thì lên đỉnh cao, chạy theo công danh sự nghiệp danh vọng, đánh mất đi, quên mình luôn rồi. Người ta nói mình bây giờ chỉ còn là cái quá khứ đẹp của họ thôi. Nghe cái câu mà nó đau đớn vô cùng vô tận. Sư chưa có yêu mà sư còn đau đớn gì nữa. Mà huống chi quý vị mà cái người mà đã từng yêu á, đã từng có chồng có vợ, có từng có người yêu với nhau á, thì nó đau đớn như thế nào. Khi mà người ta có đầy đủ rồi, người ta có người mới, người ta có công danh sự nghiệp rồi, người ta thốt một câu là cảm ơn em, nhưng mà em chỉ là một cái quá khứ đẹp của anh thôi. Cho nên á, thì các sư ngồi sư nghĩ, sư mà nghe cái câu đó chắc sư còn đau hơn quý vị nữa. Cho nên quý vị biết cái câu chuyện mà trong một cái bài hát, nó là một cái câu chuyện rất là hay. Chắc nói ra quý vị sẽ biết đó, đó là câu chuyện về bài hát Đập Vỡ Cây Đàn. Quý vị muốn nghe câu chuyện này không? Đập Vỡ Cây Đàn. Này là sư không có hát nha, sư chỉ đọc thôi nha. Đừng nói nhà sư hát nhạc trữ tình nữa, chết luôn á. Đập vỡ cây đàn, giận đời đập vỡ cây đàn. Người ơi, tình ơi, đập vỡ cây đàn, giận đời bạc trắng như vôi. Giận người điên đảo mà quên lời. Đập vỡ cây đàn, giận người con gái yêu đàn. Buồn ơi, làm sao để nguôi. Đập vỡ cây đàn, giận người đổi trắng thay đen. Giận đời trở như bàn tay. Bàn tay bên đây thì màu trắng, trở một cái thành màu đen. Cho nên gọi là đời trở như bàn tay. Và đây bắt đầu vào câu chuyện nè. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái. Đọc nha chứ không hát. Mang giọng ca thật buồn. Gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo với tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca. Bảo với anh đó là anh đi học đàn đi để đàn theo cái lúc mà em ca đó. Những ngày hoa mộng đời ta, tức là để cho cái tình yêu của chúng ta đó nó thêm sự lãng mạn, nó có âm nhạc, rồi anh đờn em ca để làm cho cái hoa nó thêm mộng đời ta đi, nó lãng mạn hơn. Rồi tôi yêu nàng cho nên vội vàng lên tỉnh đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương, nhưng người em gái ngày ấy đã đi rồi. Đau dễ sợ chưa quý vị? Mà mình nghĩ là chắc hồi xưa là chắc nó cách sông chở đò á ha, cho nên đi một năm rồi mới có cơ hội mới được về, cho nên vội vàng lên tỉnh để làm chi, để đi học đàn để làm cho em vui thôi. Nhưng mà về thì người ấy đã đi rồi. Tiếp theo câu chuyện. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng, về cái tin của nàng. Nàng đâu,
nàng đâu nàng đâu, người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ quan danh. Rồi sao? Rồi cùng xây đắp gia đình, gặp một cái người nhạc sĩ quan danh để cùng xây đắp gia đình, chứ không có chờ anh nữa. Anh đi học đàn lâu quá, bây giờ gặp một cái người có sẵn rồi. Giờ gặp cái người nhạc sĩ quan danh thì người ta có tài năng sẵn rồi. Tại một năm mà anh đi học đàn á, thì một năm đó có người đã đàn cho tôi hát rồi, đã đưa tôi, dắt tôi vào trong một cái giấc mộng rồi, của tình yêu rồi. Tôi đâu có cần nữa đâu. Thì đã xây đắp gia đình rồi, tôi xót thương nàng và rồi cũng khóc thương cho mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly. Anh này cũng đàn, anh đàn những cái cung đàn sầu biệt ly, đập vỡ cây đàn luôn. Giận người đổi trắng thay đen, giận đời chở như bàn tay. Hay không? Một câu chuyện ở trên bài hát, nhưng nó là một một cái đời thật đó quý vị. Nó là câu chuyện đời thật đó. Và chúng ta mà sống ở trong đó, cảm được ở trong đó, trải qua rồi, giờ này chúng ta mới thấm thía. Thấm thía. Cho nên đập vỡ cây đàn xong rồi làm gì? Giết người tôi yêu. Thà giết người yêu vậy đó. Trời ơi, tôi muốn giết người tôi đã yêu. Tuy rằng tôi yêu người ấy thật nhiều, mặc dù mình vẫn yêu người ấy, nhưng mình muốn, mình vẫn muốn giết người tôi yêu. Nhưng sợ đời gieo đắng cay, mà sợ tình yêu hay đổi thay, nên tôi giết người yêu giây phút này. Giết người yêu rồi sao quý vị? Hát tiếp bài nữa là đắp mộ cuộc tình. Xây giấc mộng ban đầu, yêu người xưa có hát nha. Thờ mối đôi mươi, em đang độ trăng tròn. Từng ngày qua phố, áo em trắng cả đường về. Lá thư ướp mong hồng trò, mối tình say như khúc hát. Ai đã hẹn với thề, để rồi lỡ mối duyên thơ. Ra đi chẳng giả từ, ngày em thấy áo. Thấy áo là gì? Ngày em thấy áo là đổi thay á, đi lên xe hoa về với người khác. Ngày em thấy áo, áo hoa, pháo đỏ rượu nồng, có ai nát cả cõi lòng, đứng nhìn em bước theo chồng. Đắp mộ cuộc tình luôn. Trời ơi, sao mà thấy tình yêu nó thảm quá. Thì thấy Đức Phật Ngài dạy về cái tám cái khổ đau á, thấy thương yêu xa lìa khổ á, đúng là cái nỗi khổ đau đớn vô cùng. Cho nên Trịnh Công Sơn á, ông có một câu rất là hay. Cái may ở đời á là được yêu, và đôi khi á, cái may ở đời á còn là bị phụ tình. Mình ngẫm lại á, mình thấy thật sự đôi lúc á, cái sự phụ tình đó nó giúp cho mình nhận ra được cái người mà đã phụ bạc mình sớm để hoài đầu thức tỉnh. Chứ đến khi mà mình lớn tuổi rồi, lớn quá rồi, sức càng lực kiệt rồi, người ta phụ mình lúc đó nó đau lắm. Lúc đó là không còn cái thời gian nữa, không còn có thanh xuân nữa. Đến khi á, mình mà tu Phật á, mình thấy á, khi mà mình còn trẻ mà bị người ta phụ tình á, mình nghĩ đó là một cái điều bất hạnh. Nhưng mà mình thay đổi một cái khái niệm thôi, mình nghĩ thôi kệ. Đôi lúc á, đó là cũng là cái dịp may mắn để mình mới đầu ngộ ra được cái đau đớn của đời. Mình mới hiểu được Đức Phật Ngài nói yêu là khổ là nó như thế nào. Cho nên hồi trước mình mà khổ đau nhiều á, mà khổ đau thường trực á nha, thì lúc nào cũng thấy ở trong chùa thường trực. Pháp thoại lúc nào cũng có mặt hết trơn nha, khó thời tụng kinh nào cũng có mặt hết trơn nha. Đến khi mà giải hòa với chồng rồi nha, rồi về với nhau á, là không thấy đâu nữa, vắng bóng luôn. Nói thầy ơi, bây giờ con giải hòa với chồng rồi, thôi con không đi chùa nữa. Hồi trước mà khổ nhiều á thì niệm Quan Âm cũng khác. Nam mô Bạch Y cứu khổ đại từ đại bi linh ứng Bạch Y ha, Quan Thế Âm Bồ Tát. Còn bắt đầu mà hết khổ á nha, chút xíu nữa bắt đầu thì khi mình niệm khác,
Nam mô đại từ đại bi quán thâm Bồ Tát thôi. Còn khi mà hết khổ đau mà hết buồn luôn là Nam mô quán thâm Bồ Tát. Cho nên là cái loại mà niệm Phật đó, nó cũng còn khác nữa. Cho nên mình đôi lúc những cái giai đoạn đau khổ như vậy, quằn quại như vậy, cái sự phụ bạc của con người ta như vậy, mình mới nhận ra được cái cuộc đời, mình mới thấy cái tu là nó quý. Mà có ngọc ở trong người rồi mà không giữ nha quý vị, để khi mình hạnh phúc mình quên tu, mình có được chút gì đó mình bỏ mất cái con đường tu tập á, uổng lắm. Cho nên một may á, khi nào mà trời Phật á, hay là những người chung quanh á, họ đánh thức mình một cái bằng một cái nỗi đau nào đó, mình mới đầu tỉnh ngộ, mình quay về chuộc lại á. Bằng không á, mình còn đắm chìm trong đó nữa, mình cứ hạnh phúc mình sống trong đó nữa thì đánh mất đi chính mình luôn. Đến khi mình nằm trên giường hấp hối rồi đó, mình mới thấy hối tiếc. Người lúc đó đã uổng, nó muộn rồi. Cho nên đọc nghiệm cái câu của Trịnh Công Sơn, ông nói là tại sao mà được yêu là điều may mắn, mà tại sao may mắn cũng là khi bị phụ tình. Cho nên những cái bài hát mà tuyệt tác mà của nhạc mà nhạc trữ tình đó, mình thấy là nó ra đời mà bây giờ nó còn tồn tại với thời gian, hầu như những người đó là bị thất tình, bị bồ bỏ rồi, bị đau khổ trong tình yêu, thì những cái bài hát đó nó lại để đời. Cho nên mấy cái người mà có tâm hồn mà lãng mạn, mà nhạc sĩ, ca sĩ rồi đó, thì hầu như những cái lúc mà những cái đoạn văn đó, họ viết ra đó là trong cái thời khắc đó, sau này họ tìm lại, họ viết lại những cái điều đó quý không được. Cho nên tại sao mình thích nhạc tình, mình thích coi phim, bởi vì trong đó mình tìm được cái sự đồng cảm. Quý vị thấy đồng ý không? Mình tìm được cái sự đồng cảm. Có những cái tâm sự, cái nỗi buồn mình không muốn biết tâm sự với ai, mình không biết kể cho ai nghe, thì mình mượn cái lời ca tiếng hát, mình mượn cái bộ phim, cái nhân vật đó, mình thấy cái hình ảnh của mình ở trong đó. Mình thấy cái hình ảnh mà đi làm dâu á, bị mẹ chồng ăn hiếp, rồi bắt á, đang có bầu bì như vậy á, bắt xin mấy xô nước lên trên lầu rồi lau nhà lau cửa. Mình coi bộ phim mình thương cái nhân vật đó, không phải mình thương cho chính mình nữa. Mình đã từng làm dâu, từng cực khổ rồi, mình thấy mình rớt nước mắt là mình thấy. Mình mà coi, mình nghe những cái bài hát mà nói về quê hương á, mà nói đến cái hai từ Việt Nam á, tự nhiên cái mình rớt nước mắt, mình khóc. Quê hương là chùm kế ngọt, mỗi ngày chèo hái á, mỗi ngày á, tự nhiên mình nghe. Bởi sao mình khóc? Bởi vì cái hình ảnh đó nó cho mình gợi nhớ lại cái tuổi thơ khi mình còn ở quê hương, mình rời xa, mình nhớ, mình khóc. Chứ còn mà cái người Tây mà họ nghe cái bài hát mà về Việt Nam quê hương chùm cái ngọt, họ đâu có cảm gì đâu. Bởi vì cái văn hóa của họ khác, không phải là chèo hái khế ngọt khế chua đồ, không có đâu như mình đâu. Rồi không phải qua cầu khỉ như mình đâu. Tại sao ngay chính mình tu tập gì nè, mình về đây á, mình gặp được những người bạn lành, bạn thiện á, mình sống, mình tu tập á, bởi vì mình muốn về chùa, mình tìm cái sự đồng cảm. Đồng cảm những người bạn đồng đạo, những người bạn đồng đạo. Rồi đồng đạo làm sao? Đồng sự, tức là những người cùng mình để làm nhưng nên những cái thiện sự. Cho nên đó là cái giá trị mà của cái sự tu tập. Cho nên khi mình thấy, khi mình mấy vị mà còn trẻ trẻ nha, mình nhớ những cái lời hát của mẹ không? Dĩ dầu cầu giáng đóng đinh, cầu che lắc lẹo gặp gình khó đi. Khó đi mẹ dắt con đi, con đi trường học, mẹ đi trường đời. Trời hồi nhỏ trò nghe, mỗi lần nghe mẹ hát cái câu này là khóc à. Tại vì hồi nhỏ mất ba đó, ba mất khi còn nhỏ rồi, cho nên mỗi lần mà nằm trên võng á, mà mẹ du đâu có phải là du một người đâu, một mình mẹ mà ba cái võng. Bảy đứa con mà nhiêu nhúc như vậy á, bảy đứa con thì ba đứa con nhỏ, mẹ để một bên tay đây, bên phía trước mặt, một bên tay trái một cái võng, bên tay phải một cái võng, phía sau một cái võng. Đó, mẹ lắc cái đầu này xong mẹ lắc cái đầu kia, mẹ quay là mẹ lắc cái võng này. Rồi ở chính giữa mẹ ngồi, chính giữa mẹ dám ngồi hát ẩu dí dầu
cầu giáng đóng đinh. Tự nhiên mà khi mình hiểu, mình ý thức được á, tự nhiên mình thương cảm, mình muốn rớt nước mắt, mình khóc. Bởi vì mình thương thương mẹ, con đi trường học đi, để mẹ hy sinh cuộc đời của mẹ, để mẹ đi trường đời. Cho nên có 5 điều mà chúng ta phải tập quên trong cuộc sống. Mình quên nó rồi, mình phải tập quên để chi? Để mình bớt cái gánh nặng trên cái đôi vai của mình. Cái tập quên thứ nhất ấy, là quên đi những cái đau khổ. Nếu mình có những cái đau khổ trong trong người mình có những cái oán hận trong cuộc đời mình phải tập quên nó. Để chi? Để nhẹ lòng. Cái tập quên thứ hai ấy, là mình quên đi hận thù. Tại vì mình biết ý thức được cái hận thù là nó không giải quyết được vấn đề gì cả, mà nó sẽ làm cho mình càng ngày càng tiêu tụy, càng bi thương, càng ảm đạm. Cho nên mình tức giận, mình thường hận thù là mình đi lấy cái sai lầm của người khác để đi trừng phạt lại chính bản thân mình. Tự nhiên người ta sai lầm, người ta phụ tình mình, người ta làm đau khổ đến mình lấy cái điều đó để mình đi trừng phạt cái bản thân của mình, thì mình thấy mình khờ quá, mình khờ quá. Tự nhiên mình lấy cái sai lầm của người khác để đi đem đi vào để trừng phạt lại cái bản thân của mình, thì mình hỏi, mình tự nói là cái người đó có thật sự xứng đáng hay không, xứng đáng hay không. Mình ngẫm ra đó ra thôi là mình thấy mình nhổ ra, mình nói ồ, không xứng đáng. Người ta không có xứng đáng để mình phải hận thù, người ta không xứng đáng để mình phải khổ đau. Cho nên mình nhận ra được cái điều đó thôi á, là mình thấy cả phía trước mặt mình, cả cuộc đời mình là cả một bầu trời để tiếp tục phải sống, phải bước đi. Cho nên cái Trịnh Công Sơn ông có một câu cũng rất là hay là dù thế nào cũng đừng phỉ báng tình yêu, bởi nghĩ cho cùng nó vẫn là nguồn an ủi duy nhất. Nó là trò chơi dối trá cần thiết, và qua nó chỉ có con người mới hiểu được thế nào là đau khổ, để rồi có lúc phải thốt lên rằng tôi buồn quá. Đây là mình ngồi mình suy nghiệm lại, mình ngồi những cái câu nói mà triết lý như vậy, mình thấy hiểu là đôi lúc mình phải cảm ơn, đừng bao giờ phỉ báng tình yêu. Vì chính cái tình yêu dù nó có mặn, có ngọt, có đắng, cay, chua, chát, nó giúp cho mình nhận ra và mình đã từng được cái tình yêu nó an ủi, nó nuôi mình lớn. Cho nên cái giai đoạn mà mình còn đi học á, mình yêu đương với nhau, mình sống hạnh phúc với nhau, cái giai đoạn đó khi lớn lên chút mà người ta mình rời xa mình đi á, thì mình nghĩ cái giai đoạn yêu đương mà lúc mà thời học sinh á, nó đẹp lắm, thì thôi nó rất đẹp rồi thì mình giữ lại trong lòng mình, chứ đừng có nghĩ nó là cái thù hằn, đừng nghĩ nó là cái sự đau đớn tổn thương, là sự mất mát, là công trình xây dựng. Không phải, cái hạnh phúc là mỗi ngày chúng ta sống với trong nó là hạnh phúc rồi, chứ không phải nó là một công trình để mình phải xây dựng, để rồi mình chờ đợi một cái kết quả nào đó ghê gớm lắm, thì lúc đó mình mới thấy người ta phụ bạc mình mới thấy người ta phụ lòng mình. Cho nên cái tình thương mà trong đạo Phật gọi tột đỉnh nhất của cái tình thương đó, đó chính là lòng từ bi. Lòng từ bi, khi mình đủ cái tâm từ bi rồi á, thì mình thấy không còn ai là cái người phụ bạc mình nữa. Bởi vì mình đặt ra điều kiện thì mình mới thấy người ta lừa dối mình, người ta làm cho mình đau khổ. Còn nếu cái tâm từ bi mình lớn á, mình rộng á, mà cái tình thương mình sống mà không có điều kiện á, thì mình thấy tất cả nó cũng chỉ là như vậy thôi. Và bản chất của con người là như vậy, là tham, là sân, là si. Cho nên ở Việt Nam, ở Mỹ, bất kỳ quốc gia tiên tiến nào, hễ có con người là vẫn còn có tham, có sân, có si. Đó là bản chất. Cho nên ngay chính mình cũng đã từng từng như vậy, thì không còn ai để mình trách, mình hờn, mình thù hằn nữa, thì mình phải tập quên nó đi để mình sống tiếp. Cho nên có một cái quên nữa là mình phải quên đi cái khuyết điểm của người khác. Mình quên cái khuyết điểm của người khác. Cho nên mình thường là thấy được cái ưu điểm của mình, còn mình nhìn người ta mà khuyết điểm là rõ lắm. Đó là những cái đạo lý mà bốn hạng người mà không xứng đáng để mình yêu. Mình phải nhớ ở đời á, có bốn hạng người không xứng đáng để mình yêu. Cái người thứ nhất á, là người luôn muốn theo dõi mình,
và muốn định vị và kiểm soát mình bất kỳ lúc nào. Cho nên cái người nào mình yêu á nha, mình cảm thấy là họ tìm mọi cách á để họ bóp ngạt mình, họ tìm mọi cách họ kiểm soát mình, họ tìm mọi cách để họ khống chế mình, đó không phải là yêu, mà đó là sự chịu đựng. Mà tình yêu á, mà chúng ta khổ đau và chịu đựng á, thì xin phép được gọi đó không phải là tình yêu. Cho nên khi mình sống mà với cái người mà họ tìm đủ mọi cách á, để họ kiểm soát mình, họ làm mọi cách làm cho mình phải ngợp thở trong tình yêu á. Giống như ở trong cái nước lỗ á, ông vua á, bữa hôm đó ông đi dạo xung quanh á, thì ông thấy một con chim, một con chim rất là lớn, bự lắm, từ nơi xa bay về. Thì ông mới đem cái con chim lớn đó, ông nghĩ đó là một cái con chim này là thần điểu, ông mới công bố với tất cả mọi người trong nước của ông á, là tôn thờ cái con chim này. Và ông bỏ con chim này lên trong một cái lồng vàng đẹp lắm, lục lộng lẫy lắm. Và ông bắt cái thằng dân á, quân lính của ông đứng hết trang nghiêm để tôn thờ để lại con chim lớn mà đẹp như rực rỡ như thế này từ một cái nơi bay về như vậy á, thì dân cúng cho nó rất là nhiều món ngon, nhiều vật lạ lên. Thì đến một ba ngày sau, đến một lúc là ba ngày sau như vậy á, thì con chim nó chết. Thì ông mới không hiểu tại sao mà con chim nó chết, thì bởi vì ba ngày đó là con chim nó buồn bã, nó bị nhốt như vậy á, nó buồn bã, nó thảm sầu. Ba ngày sau tự nhiên nó chết luôn. Và cái tình yêu cũng như vậy đó. Mình tưởng mình mà thương người đó là mình phải cung phụng, mình phải cho người đó mọi thứ để rồi mình giam hãm người ta vào trong cái địa vị của mình, cái tiền tài của mình nghĩ họ là hạnh phúc, mình nghĩ họ là may mắn, nhưng không phải. Tình yêu đó, nó cần quan trọng nhất đó là sự tự do. Mà khi mình đánh mất, mình cướp đi tự do của người khác thì đó không phải là tình yêu nữa. Cho nên cái thứ hai mà cái người mà không xứng đáng để mình yêu, mình phải nhớ là cái người dùng vũ lực với mình bằng lời nói hay hành động, mà người đó dùng vũ lực để biện hộ, đó là tình yêu, không phải. Nhưng mà có những con người mình sống mà để mình phải chịu đựng, để họ dùi dập, họ đày đọa mình bằng ngôn ngữ, bằng cái vũ lực á, mà mình lại nghĩ đó là tình yêu, mình phải hy sinh này nọ, thì kính thưa đó không phải là tình yêu, mà mình phải tự mình cứu mình. Cho nên á, mình có một đời để yêu chứ không phải có một người để yêu. Chứ vì phải nhớ như vậy, mình có cả một đời để yêu chứ không phải chỉ một người đó. Và cái thứ ba mà chúng ta phải nhớ là cái người á, nhiều người họ muốn thay đổi cái sở thích và cái thói quen của bạn theo ý của họ. Tức là nhiều người họ muốn mình á, là phải thay đổi cái sở thích của mình, thay đổi cái thói quen của mình là theo ý của họ. Tức là nhiều người họ giống như là sắp đặt hết tất cả mọi thứ, cái tương lai của mình á, là phải theo như họ sắp đặt. Thì cái người nào mà làm cái điều đó như vậy á, thì họ đang biến cái tương lai của mình á, là trong cái vòng tay của họ, trong cái ý nghĩ của họ. Mình mà làm khác đi á, là họ không chấp nhận. Thì như vậy thì họ đang cướp, cũng một phần là cướp mất đi cái sự tự do của mình. Cái phần thứ tư á, là cái người luôn chỉ trích và đổ lỗi lầm về phía mình, và tỏ ra mình là người tốt, và lúc nào cũng thể hiện là mình là cái người cần đến họ. Thì cái người nào mà có cái tâm tánh như vậy á, thì thật sự là không xứng đáng để mình yêu. Cho nên mình mà suy nghiệm lại á, mình mà gặp được những cái người bốn hạng người này á, trong đời á, mình phải tự tìm lối thoát ra cho chính mình. Bằng không á, thì mình phải chấp nhận đau thương, chấp nhận thương đau, mà đừng hỏi tại sao. Cho nên có nhiều người sẽ thấy rất là khổ đau, thật sự là như vậy. Họ sống một cuộc đời dưới gia đình mà giống như trong địa ngục á, và họ lại chấp nhận, âm thầm để chấp nhận, để dùi chôn cái cuộc đời mình, nghĩ là mình phải chịu đựng, mình phải hy sinh để rồi mình cung phụng cái người chồng của mình,
Rồi cái nhiều người chồng bây giờ là người chồng cũng như vậy nha, cũng nằm tình trạng là có những cái người vợ rất là cống cao ngã mạn, tức là đem thể hiện mình là giống như là bà chúa nha, giống như là quyền uy ấy, và đem cái đau khổ như vậy, và mình vẫn âm thầm mình chấp nhận có những cái mình nói là mình hy sinh vì con, hy sinh vì cái hạnh phúc gia đình, hy sinh vì gia đình hai bên. Nhưng rồi chúng chính vì cái lý do mà hy sinh đó đó là mình đang giết chết mình từng ngày từng giờ, quý vị ạ. Cho nên không ai có cái quyền làm mình khổ hết, dù người đó mang danh nghĩa là chồng mình là cái người một nửa của mình, hay là cái người bất cứ cái danh nghĩa gì á mà họ làm cho mình đau khổ, đã giết chết cái cuộc đời của mình á, thì người đó mình xin nói với họ là không có quyền làm tôi khổ anh à, đúng không? Cho nên bây giờ single mom nhiều lắm. Nhưng mà như vậy hạnh phúc không? Hạnh phúc. Trời, mình có được một đứa con là hạnh phúc rồi, đỡ hơn ông sư đâu có đứa con nào đâu. Mà sao ông cũng hạnh phúc? Chứ có nhiều con. Chứ đôi lúc mình đâu có phải là mình có chồng, mình có con là mình sống như vậy, mình đầy đủ như vậy mình hạnh phúc. Cái đó là mình đang sống cho người khác nhìn vào ngưỡng mộ, chứ không phải sống để cho chính mình hạnh phúc. Mình phải hiểu là như vậy. Mình đang thể hiện là mình có chồng đầy đủ nha, có con đầy đủ một gia đình, nhưng mà trong thẩm thấu trong đó là sự cô đơn và chịu đựng á, thì mình đang diễn một cái vở tuồng rất đẹp. Đang diễn một cái vở tuồng rất đẹp. Mình đi về nhà bước ra đường á, thì mình không có thu ai hết trơn á, bằng chị, bằng em này nọ, nhưng mà về nhà là một sự chịu đựng thẩm thấu và cô đơn á. Thì như vậy á, mình là cái người nếu mà trong đưa vào trong Hollywood á, là mình là diễn sâu nhất á. Mình là diễn viên đạt nhất á, tại vì mình đang cố gắng thể hiện để sống cho người khác ngưỡng mộ mình, chứ không phải sống để cho chính mình hạnh phúc. Mà cuộc sống á, phải cần làm sao cho chính mình hạnh phúc, chứ chẳng cần ai phải ngưỡng mộ. Cho nên có những cuộc chia tay á, đó là sự kết thúc những chuỗi ngày đau khổ. Vì đồng ý không? Cho nên mình nhìn với một góc nhìn tích cực như vậy, mình thấy cái chia tay hay không chia tay gì nó không quan trọng, mà quan trọng là mình phải bắt đầu một cái cuộc sống mới. Cuộc sống đó là do chính mình làm, do chính mình là đạo diễn. Cái quyển sách đó do chính mình viết nên, cái bài tập đó do chính mình làm. Dù cái kết quả 5 điểm, 4 điểm, mình cũng vui, cũng mừng. Chứ bây giờ phát cái bài thi ra và mình ngồi mình copy cái đứa bạn bên cạnh nó chỉ hết rồi, giờ phát ra mình có 9, 10 điểm đi nữa thì sao? Mình cũng đâu có vui đâu. Mặc dù 4 điểm, 5 điểm. Mà nhưng cái đó là cái gì? Cái kiến thức mình đã thức đêm, thức khuya mình học bài, nay mình làm ra. Thì cái cuộc sống gia đình cũng như vậy quý vị. Tình yêu cũng như vậy. Không ai có phép làm cho mình phải đau khổ. Và các bạn, các vị phải nhớ kỹ là mình sống là để chính mình hạnh phúc. Đừng bao giờ sống để cho người khác ngưỡng mộ. Không cần, không cần những cái hư danh đó. Quan trọng là mỗi đêm mình trở về cái ngôi nhà của mình phải thật sự là mình nằm ngủ một giấc ngủ an lành, mình sống với những đứa con của mình thương yêu nó một cách trọn vẹn, đủ rồi. Đó là hạnh phúc rồi. Chứ đâu phải là mình về nhà mình âm thầm ngắm nghía nó là sự cô đơn lạnh lẽo, rồi phải đi đánh ghen, đánh tuông, rồi đi tạt axit, rồi rồi đi lữ lam, rồi gì tùm lum hết, rồi phải canh đầu này canh đầu kia, rồi kiểm tra điện thoại, rồi đi đâu về đâu. Trời ơi, tôi thấy sao mà khổ dữ vậy trời. Tại vì như mình đôi lúc mình đứng mình canh á, mình đánh gan á, mình canh, mình rờm á, mình ngó á, mình liếc, mình hái rồi á, thấy xa xa quá không thấy, rồi cầm cái ống dòm đi dòm luôn, coi đi đi đâu với lại chị nào với lại em nào. Mình thấy tự nhiên riết mình thành giống như ăn trộm chuyên nghiệp á. Tao nói ủa mình làm vợ mà ta, chứ không phải là mình đi 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 rình mò như vậy, khổ đau quá gì. Rồi phải canh điện thoại, điện đồ, rồi phải tài khoản Facebook của anh, hoặc là tài khoản anh chơi Zalo, anh chơi Twitter, Instagram là tài khoản như thế nào để tôi kiểm tra. Là không cần, không cần. Một khi cái người mình không đủ niềm tin rồi á, thì dù mình có làm mọi cách đi nữa thì người đó cũng còn ý nghĩa gì với mình nữa. Cho nên
phải hiểu được cái điều đó, mình nhận ra thì mình thấy quan trọng làm sao để chính mình phải hài lòng với chính mình trước đã, mình phải tự thương mình trước cái đã. Mình thương mình được rồi, mình sâu sắc rồi thì mình thương người dễ lắm. Cho nên có ba thứ lừa dối mà chúng ta thường làm ở cuộc đời này. Cái thứ nhất là mình dối mình. Cái thứ hai là mình dối người. Và cái thứ ba là mình bị người dối. Mình dối mình là sao? Là mình sống có thật với mình. Cho nên mặc dù mình có xê xua chân diện ha, mình có lộng lẫy bước ra đường như vậy, nhưng mà khi mình về rồi á, trong đầu mình chỉ nghĩ đến một từ thôi: nợ. Nợ quá trời nợ luôn, và phải cày lưng ra để làm mọi cách để trả nợ. Mặc dù mình bước ra đường mình vẫn là cái người lộng lẫy, mình thể hiện mình là một cái người giàu có, thật sự mình làm được những việc đó là mình đang dối mình. Rồi á, mình mà không có hạnh phúc á, mà mình đi lúc nào mình cũng khoe khoang mình là cái người hạnh phúc, mình là cái người có con mình á là hiếu thảo nè, con mình là học giỏi nè, con mình mặc dù nó hư muốn chết luôn, nó rất là ngoan cố, nó không nghe lời mình, rồi học thì nó cũng dở, mình cứ thật lòng mình sống, mình nói ừ được, như mình là con mình là như vậy đó, rồi gia đình mình, cuộc sống của mình có khó khăn như thế nào đi nữa thì mình cũng cứ sống thật lòng. Tại bây giờ mình mà suy nghĩ một câu nói dối á, thì sau này á, mình phải nghĩ đến 3 đến 4 câu để mình bù lại. Cho nên mình cứ sống thật lòng với mình. Mình sao là tôi sao tôi sống vậy đó. Thì đó là cái người nhà quê chân chất á. Cho nên tại sao mà thấy họ hạnh phúc? Bởi vì cái toan tính, cái mưu mô trong đầu nó ít đi, thì người ta không cần phải dè chừng, phải chuẩn bị gì quá nhiều. Cho nên quan trọng cái đầu tiên đừng bao giờ dối mình. Cái thứ hai nữa là đừng có dối người. Cho nên trong cái hiền á không đủ đâu, mà cái phải là thật hiền mới đủ. Cho nên mình hiền với lại cái người mà mình thương á nha, mình hiền dễ lắm. Khi mà đi chùa về, chị cho em quá gian đi về nhà chút nha, mình phải nhìn coi thử, à được nha, dễ thương. Thấy có tâm tu á nha, thấy tốt và nói dễ thương á nha, ok rồi chị cho quá gian về nhà, ok. Rồi cái mai lại đi nữa, có một cái người chị cho em đi quá gian này, mình thấy nó khó ưa với người ta, mình thấy cái này mình không có chơi được, cái này sao mà không có tốt, người này không có tốt, mình không có chơi được, thì sao mình từ chối, mình nói xin lỗi em nha, chị không có đi cái đường đó, chị ghé qua siêu thị mua ít đồ đó chị mới về. Thì tức là mình từ bi, mình hiền với cái người mình thương thôi. Còn cái người nào mình không thương á, cái người nào mình ghét á, cái người nào mà mình không ưa á, thì mình sẽ không bao giờ hiền với họ, mình sẽ không bao giờ từ bi với họ. Cho nên á, cái thật hiền là gì? Tức là hiền từ bên trong hiền ra. Mà cái hiền đó là cái hiền vô điều kiện. Cho nên hồi xưa á, cái khi mà Khổng Tử á, ông mới có một cái người đi học đạo, thì nghe danh đồn là Khổng Tử là cái người mà rất là lỗi lạc ha, người có tiếng tâm, người gọi là thông thái. Thì khi mà cái ông này ông mới băng rừng lội suối như vậy rất là khó khăn, ông tìm đến, khi mà ông gặp Khổng Tử á, thì ông mới thấy là cái chỗ mà Khổng Tử ở á, là nó bừa bộn đồ đạc này nọ tùm lum tà la hết trơn á. Thì ông mới nói là nhìn cái chỗ ở gì đâu như là cái ổ chuột, mà cái người sống trong đó chẳng khác nào con chuột. Ông nói vừa xong cái ông bất mãn quá, ông bỏ ông đi, ông đi về. Thì một thời gian như vậy á, thì ông suy nghĩ lại cái lời mình nói á, sao mà nó lại xúc phạm đến một cái vị mà lỗi lạc như vậy, một cái vị nào mà thông thái như vậy. Rồi ông ăn hẳn cái lời ông nói lắm, ông tìm đến cái vị, tìm đến lại Khổng Tử á, thì ông mới hỏi là ông xin lỗi, bởi vì lúc trước á, ông không biết á, ông lỡ lời, mà ông cảm thấy thổ thẹn cái tâm của ông á, nó bức rứt lắm, bây giờ ông phải tìm mọi cách để nói cái lời xin lỗi. Và ông hỏi một điều là tại sao tôi nói cái lúc mà tôi nói á, là
cái chỗ ở giống như là cái ổ chuột và cái người ở trong đó như con chuột á, mà sao ngài lại im lặng thinh thích thì ngài không trả lời gì. Đến bây giờ tôi qua tôi gặp ngài tôi xin lỗi á, sao ngài cũng im lặng ngài cũng chẳng lời. Thì cái vị Khổng Tử á, ông mới trả lời là lúc trước khi mà gặp ta ngươi nói á, cái chỗ này như cái ổ chuột, ta là con chuột á, thì ta đâu có để tâm đâu. Bây giờ á, cái lời xin lỗi của ngươi á, có xin lỗi như thế nào đi nữa thì chúng ta cũng chẳng để tâm. Thì như vậy chừng nào mà ta để tâm á, thì ta mới trách móc, ta mới giận hờn, chứ bây giờ ta đâu có để tâm. Thì ngươi đến thì ngươi muốn nói gì xong, thì khi mà ngươi đi á, đến khi ngươi quay lại ngươi cứ nói cái lời xin lỗi đi nữa, thì đối với ta đó là cái chuyện nào không có gì để tâm, thì làm gì có nghĩ đến ai có lỗi với mình. Thì ông nói như vậy xong á, thì cái ông này ông mới sụp đầu xuống ông lại. Thì chúng ta sống á, ở đời cũng như vậy á. Nếu mình giữ được một cái tâm thái được như vậy á, thì mình sống rất là bình an. Khi những người nào mà họ tìm mọi cách, họ bêu xấu, họ bôi nhọ, họ tấn công mình á, họ nói những cái lời nói độc địa đối với mình á, thì mình nghĩ thôi, những cái điều này đừng có để tâm. Thì mình không có để tâm á, thì khi mà một ngày nào đó đến khi mà họ ăn năn, họ hối hận, họ đến là xin lỗi mình á, mình cũng nghĩ thôi. Thì khi nào mình để tâm á, thì mình mới trách móc. Cái này mình để cái tâm mình nó hiền, nó thuần ra đó, thì không cần phải cần cái lời xin lỗi gì hết. Cho nên mình đôi lúc mà mình trách mình nói nha, phải xin lỗi tôi á, thì tôi mới tha thứ nha. Phải cầu lụy, phải nhìn ra cái lỗi của mình, đến đây tôi mới bắt đầu giải hòa lại. Không, mình tu rồi cái tâm mình nó thuần như nước vậy đó, mình chẳng cần phải cái lời xin lỗi. Mình không để tâm thì làm gì mình phải cần cái lời xin lỗi để làm gì. Facebook mình đã lóc rồi mà. Cái người nào mà mình họ thấy gì họ tấn công mình, họ nói chuyện mình này nọ mà bằng ngôn ngữ mà độc địa, bằng sự hơn thua, mình đã gạt người ta ra khỏi cái suy nghĩ của mình rồi, cái cuộc đời của mình rồi, thì chẳng có lý do gì mình vì người ta mà mình vướng bận nữa. Mình không nhắc đến luôn. Tại nếu mình chưa đủ cái lòng từ bi lớn á, thì mình không nhắc đến, mình không quan tâm. Thì mặc dù họ có sống có tốt, có đẹp, có xấu, có như thế nào đi nữa, mình cũng chẳng để cái tâm mình vào đó. Thì cục nhiên mình cảm thấy mình thấy bình an thôi. Đừng có để lòng, để tâm nữa. Thì cái thứ hai mà rất là quan trọng là mình đừng bao giờ dối người. Mình đừng bao giờ dối người. Và cái thứ ba mà chúng ta thường mắc phải là bị người dối, người lừa gạt. Cho nên dù mà cái người có dối mình đi nữa, có lừa gạt mình đi nữa, thì đối với mình nó cũng là như vậy thôi. Như thị, như nhiên, như chẳng động, gọi là tâm vô quái ngại. Không có quái gì ngại chứ. Mình tụng kinh á, Bát Nhã, thì tâm vô quái ngại, không có quái gì ngại chứ. Viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh niết bàn. Một khi cái điên đảo mộng tưởng mà được viễn ly á, thì cứu cánh niết bàn. Là cái bài kinh mình đọc mỗi ngày á, mình ngồi mình suy nghiệm ra trong từng lời, từng ý, từng câu rất là sâu sắc. Một khi mà cái điên đảo mộng tưởng rồi, cái sự ham muốn, cái sự cầu lụy bi thương á, cái được viễn ly rồi á, thì tức thì cái sự cứu cánh nó đến thôi, hạnh phúc nó sẽ đến. Cho nên có một cái người thiền sinh á, đến gặp hỏi một cái vị thiền sư là như thế này: bạch thầy, thì con vừa rồi á, con mới bị một cái người vợ của con á, trung thủy lắm, hai người sống với nhau rất là hạnh phúc, nhưng rồi con mới phát hiện ra là cô đã lừa gạt con, bây giờ cô bỏ đi và con rất là đau khổ tột cùng. Bây giờ xin thiền sư cho con những lời dạy. Thì cái vị thiền sư đáp là: bây giờ con ngồi xuống đây nè, con tĩnh tâm đi, và hãy ngồi tĩnh tâm á, để quán niệm cái phương pháp là tha thứ. Con nghĩ là con hãy tha thứ cho họ. Thì nghe vị thiền sư nói như vậy á, thì ông mới ngồi im lắng xuống và ông quán niệm cái pháp tha thứ. Thì khi mà ông quán niệm tha thứ như vậy á, ông đọc miệng lẩm bẩm tha thứ cho người, tha thứ hết. Thì tự nhiên á, ông thấy lòng ông nhẹ ra. Và ông thấy là mình đã nhẹ ra rồi, mình đã tha thứ được cho người rồi. Thì khi mà ông đến gặp thiền sư, ông nói là: bạch thầy,
con đã tha thứ được cho cái người vợ đó rồi, thì con đã đạt được cái pháp ở trong đạo chưa? Thì vị thiền sư nói là chưa. Khi mà ông bây giờ ông về ông ngồi tĩnh tâm tiếp á, ông hãy nói là yêu thương, yêu thương, yêu thương, yêu thương. Ông chỉ niệm hai chữ yêu thương cái người làm con khổ, yêu thương, không chỉ tha thứ đâu mà phải yêu thương nữa. Thì ông nói mình tha thứ là cả một vấn đề khó rồi, bây giờ bắt mình yêu họ nữa thì làm sao mà làm được. Thì ông cũng cố gắng, ông về ông niệm trong miệng cho ông là yêu thương, yêu thương, yêu thương, yêu thương người làm con khổ, yêu thương họ, yêu thương họ, yêu thương. Thì ông nghĩ là à, mình thấy tự nhiên trong khi mà ông nói yêu thương á, thì tự nhiên giúp cho ông nhớ lại những cái kỷ niệm mà khi hai người sống với nhau á, ông quên đi cái sự phản bội, cái sự lừa dối mà bây giờ ông phải đang đối diện, mà ông chỉ nhớ lại được cái tình yêu thương mà ông với cái cô vợ của mình sống lúc trước thôi. Thì ông nói yêu thương như vậy thì thật sự là ông đã yêu thương thật sự, ông còn không còn hận thù gì nữa. Thì ông đến ông gặp lại vị thiền sư, thì vị thiền sư mới nói là bây giờ con đã yêu thương được chưa? Thì vị thiền sinh mới trả lời là dạ bạch thầy, con đã yêu thương được rồi, con đã yêu thương được cái người làm con khổ rồi. Thì cái vị thiền sư này nói tiếp là bây giờ ông phải về ông niệm là biết ơn, biết ơn, biết ơn. Nói, trời ơi, con đã yêu thương được rồi mà bây giờ đã chia tay, đã làm con khổ, đã lừa dối con như vậy, bây giờ con phải biết ơn họ nữa hả? Nói, ừ đúng rồi, ông muốn tu đến cái cảnh giới của đạo á thì ông phải niệm biết ơn, biết ơn. Thì ông nghe ông về, ông cũng cố gắng ông niệm biết ơn, biết ơn, biết ơn. Con phải biết ơn họ đã làm cho con khổ, biết ơn họ đã lừa dối con, biết ơn, biết ơn. Cho nên niệm biết ơn như vậy thì ông thấy là, à tự nhiên sao mình biết ơn, tại vì cũng chính nhờ cái người này mà nó giúp cho ông mới tìm gặp được một người thầy, một vị thiền sư để hướng dẫn, rồi giúp cho ông ngồi im lặng để tĩnh tâm như thế này. Ông cảm thấy biết ơn cái người đã phụ bạc mình quá, biết ơn, biết ơn, biết ơn. Thì ông đến ông gặp vị thiền sư á, thì ông nói là dạ con đã niệm được cái sự biết ơn rồi, con không còn cảm thấy hận thù, cũng chẳng thấy cái gì là vướng bận con nữa, không chỉ có biết ơn đâu mà con còn có yêu thương nữa, à con còn có sự thông cảm, thương hiểu cái người đó nữa, con không cảm thấy đau khổ nữa, cái đau khổ tự nhiên nó vụt mất. Thì vị thiền sư mày mới nói là được như vậy á thì con thấy cái vai trò mà cái người vợ đến với cuộc đời của con á, là họ đóng đúng cái vai trò đó rồi. Đến giờ đó, phút đó, tự khắc là họ ra đi, là họ đã đóng đúng cái vai trò của họ rồi. Thì cho nên không còn gì để mà tha thứ, không còn gì để mà trách móc, không còn gì để hờn giận nữa. Họ đúng, họ đóng đúng cái vai trò của một người phụ bạc rồi. Cho nên trong bộ phim cũng vậy, có những người đóng vai chính, vai phụ, nó có phải có vai phản diện, đúng không? Có vai phản diện, có người hiền, người dữ, chứ phim ai cũng hiền hết, ai coi. Đôi lúc mà mình nói mình phim này xong mà cái người này mình tức, mình giận, đôi lúc người ta đóng phim thôi đó, mà ta ra đời mình gặp người ta mình cũng ghét nữa. Cho nên mấy người mà đóng vai ác á, ra đời sợ lắm. Đôi lúc cũng sợ người ta cội cà chua nữa đó. Tại đóng vô phim mà làm mẹ ghẻ con chồng nữa, ra đời ác lắm, phạm công cúc qua nữa nha. Bộ phim mà mẹ chồng rồi mình ghét lắm, mà ra đời người ta cũng đóng bộ phim đó xong rồi ta không dám ra đường luôn á. Thì cho nên là thật sự người ta đóng tròn cái vai người ta là cái vai ác, mà mình coi phim mà mình tức vì cái vai đó đó, mình thấy đúng á, mình ấm ức á, thì người ta làm tròn cái vai rồi. Thì trong cuộc đời, cái xã hội này á, có những người đến với chúng ta cũng như vậy, họ là cái người diễn cái vai đó, thì nếu mà họ làm đúng cái điều đó thì thật sự họ đã đóng tròn cái vai diễn của mình. Thì đồng ý không? Cho nên có cái câu mà trong tiếng Hán Việt, anh hùng di hận kỷ thiên niên, tức là anh hùng mà lại đi hận mà thiên niên, tức là thiên niên kỷ, tức là cả một đời mà để hận như vậy thì không phải là anh hùng. Anh hùng di hận kỷ thiên niên thì nó không phải là anh hùng. Cái câu này phải sửa lại mới đúng. Tức là cái người anh hùng thật sự là cái người sống với cái bản lĩnh chứ không phải sống với cái bản năng. Cái người quân tử cũng vậy. Cái người mà sống mà người ta chọc mình, giận, người ta
làm mình đau khổ, mình đau khổ, người ta nói mình thị phi theo họ, người ta hơn thua với mình hơn thua lại, thì những cái người này không phải là anh hùng, cũng phải là quân tử, mà là những người sống với bản năng. Mình tu tập á, là mình vượt lên trên được cái bản năng đó, mình sống với cái bản lĩnh. Đi với Phật á, mình mặc áo cà sa thì dễ rồi, nhưng mà đi với ma mình cũng phải mặc cà sa vô thì mình mới độ được họ, và mình đắp được cái y đó là nó quý lắm. Cái cà sa tức là biểu tượng cho cái gì? Cái sự thuần lương dưới đời. Nhiệm vụ của chiếc lá là xuôi theo dòng nước, nhiệm vụ của chúng ta là cứ tự tại, tự tại mà vui sống, mà hồn nhiên vui vẻ. Một đời nó qua đi, nó không cần phải dài mấy chục năm, đến đi 80-90 năm không cần, cứ sống hiện tại là hạnh phúc, là bình an, thì đó là cái giá trị mà chúng ta còn lại của một cái người học Phật, người tu Phật. Cho nên khi mình, người ta nói là trả thù á, nó giống như là mình đang lăn một cái tảng đá lên trên cao á. Mình đang lăn cái tảng đá lên trên cao, càng cao chừng nào á, thì khi mà cái tảng đá đó nó rớt xuống á, thì cái lực nó đè mình á, càng đau đớn chừng đấy. Cái sự trả thù nó là như vậy đó. Thì cho nên không cần nhất thiết mình phải trả thù ai hết. Nhân sinh á, ở đời á, nó giống như là một cái bụi gai vậy đó. Mình cựa bên trái nó cũng sẽ bị gai đâm, cựa bên phải nó cũng sẽ bị gai đâm, ngưỡng về phía trước cũng bị gai đâm, nghiêng về phía sau cũng bị gai đâm. Đến khi nào thân mình mà bất động thì mới không bị tổn thương thôi. Cho nên bây giờ mình có bị động, mình có bị tổn thương, mình có bị đau đớn thì mình nghĩ đó là cái chuyện thường tình. Đến khi nào mình bất động kìa thì mình mới không bị cái tổn thương. Cho nên mình hiểu được cái điều đó, cái cuối cùng mình phải nhớ là sống ở trên đời á, là có hai thứ sai lầm. Sai lầm thứ nhất á, là mình sống cho người khác coi. Sai lầm thứ hai á, là mình coi người khác sống. Mình thường sống á, để cho người khác coi thôi. Và cái thứ hai nữa là mình thường coi người khác á, để mình sống, chứ mình chưa thật sự là mình. Cho nên cái cây hoa hồng á, đẹp xinh đẹp như vậy á, nếu mà nó không phải nó nghĩ nó là hoa hồng á, thì nó đã đi ganh tị với lại cỏ dại. Tại nó nghĩ cỏ dại á, là sống tự lập và sống đầy sức sống mãnh liệt. Còn cái cây cỏ dại á, thì nó lại đi ganh tị với hoa hồng. Tức là hoa hồng mới là cái loài hoa nó mới là xinh đẹp, đúng không? Rực rỡ. Còn mình là cỏ dại, mình sống cô đơn như vậy. Còn cái hoa hồng nó không, cỏ dại mới thật sự. Bởi vì cỏ dại là người ta cắt đi nữa thì cỏ nó cũng vẫn mọc, nó mạnh mẽ, nó cứng cáp. Còn cái cỏ dại thì đi ganh tị với hoa hồng. Con chim sẻ thì nó lại ganh tị với con đại bàng, con chim lớn. Còn con chim lớn thì nó lại ganh tị với lại con chim sẻ. Cái con chim ở trong lòng thì nó ganh tị con chim ở ngoài lòng được tự do. Còn con chim ở bên ngoài lòng thì ganh tị ở trong lòng mỗi ngày được ăn uống. Thì cho nên mình cứ sống là chính mình thôi, thì đó là hạnh phúc thật sự. Không cần biến mình là một cái bản copy của một ai cả. Và đó là nhiệm vụ mình phải sống ở đời. Cho nên đừng bao giờ sống cho người khác coi, không cần. Mà mình phải sống là mình, và đừng bao giờ coi người khác để mà sống. Thì đó là cái đạo lý mà chúng ta học trong cái bài học ngày hôm nay. Để mọi người chúng ta cùng khích tấn nhau ha, ở trên con đường tu tập. Mình mỗi ngày mưa dầm thấm đất, đôi lúc những cái lời chia sẻ như vậy, những lời tâm tình như vậy giúp cho chúng ta nhận ra được cái cuộc sống hiện tại của chúng ta, mà mình sống tốt hơn, sống vui hơn, sống bình an hơn. Được như vậy thì cái chuỗi thời gian sống ở còn lại mình sống thật là ý nghĩa. Dù mình sống trong cái bụi gai, nó có bị gai đâm, châm chích hay là cái gì đó đau đớn đi nữa, nhưng mình cũng chấp nhận. Bởi vì mình nghĩ cuộc đời nó là như vậy. Thì hiểu được cái điều đó thì mình không còn oán trách, không còn hờn giận, không còn hơn thua nữa. Thì được như vậy là tâm
mình á, là nó phẳng lặng, tâm mình nó như nước. Cho nên có một cái chữ mà trò thường viết bự lắm, trò để ở phía trước, treo ở trong phòng, đó là cái chữ tỉnh. Tỉnh vô ngã, tức là tỉnh tại, tỉnh tâm. Khi mình ngồi yên rồi đó, mình mới thấy rõ. Cho nên khi chúng ta đau khổ, chúng ta bị thất bại, chúng ta buồn chán, chúng ta bị lừa dối, chúng ta muốn nhìn rõ vấn đề, chúng ta phải ngồi yên. Ngồi yên thôi, mình nhìn ở phía trước mắt mình đó, mà có được một cái dòng chữ buông, một cái từ buông, hoặc là một cái từ tỉnh, hoặc là cái từ lặng, hay là cái từ hai chữ từ bi á. Mình ngồi mình nhìn ngắm, mình suy niệm, mình không cần phải làm gì hết á, mình ngồi tĩnh tâm, mình nhìn cái chữ đó thôi, mình thấy cái tâm mình nó thùng ra. Giống như cái bài học của vị thiền sư: con cứ niệm tha thứ, tha thứ, tha thứ, con hãy niệm yêu thương, yêu thương, yêu thương, con hãy niệm biết ơn, biết ơn, biết ơn, thì tự nhiên tâm con tự khắc nó sẽ trở thành cái người thánh thiện hồi nào không hay. Cho nên ở trong phòng của chúng ta, nếu được á, chúng ta có những cái chữ như vậy để mình ngồi im lặng, mình ngồi mình khi mình đau khổ, mình buồn chán, mình thất bại, mình ngồi mình nhìn cái chữ đó thôi. Mình ngồi yên rồi đó, mình sẽ thấy rõ. Mình thấy rõ để mình ngộ ra. Đó là những cái bí quyết của mỗi người mình tự có ha. Giống như sư có bí quyết mà thường đi đâu chia sẻ là khi mà gặp đụng độ với lại những người mà khó ưa, những người hơn thua, mình cứ nói ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng, thằng điên. Tự nhiên mình nói cái điều đó nó an ủi mình ghê gớm lắm quý vị. Mình an ủi mình ghê gớm lắm. Thật sự quý vị, gặp với những người mà bước ra đường nha, mà người ta chạy xe ẩu tả rồi, người ta hơn thua với mình này nọ, người ta đã làm sai rồi mà còn lại sân si, rồi còn lại hùng hổ nữa, còn giống như là mình là cái người đang tội lỗi lắm gì đó, mà trong khi cái lỗi là của họ, thì mình nghĩ được thôi, đừng có trách, kệ đi, ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có anh khùng, đi. Đôi lúc vào chùa cũng gặp nữa chứ ngồi. Cho nên mình mà niệm đó thôi, đó là những câu thần chú, đó là linh dược, đó là linh dược thần chú. Hồi đó trò ở chùa hồi nhỏ, trò tu gì á, trò mà gặp khó khăn, trò mà bị tan hiếp, trò cứ nói là Nam Mô Nhẫn Nhục Bồ Tát, Nam Mô Nhẫn Nhục Bồ Tát, Nam Mô Cam Chịu Bồ Tát, Nam Mô Cam Chịu Bồ Tát. Rồi bắt đầu mà khi mà đi mà sợ ma á nha, đi dưới đường mà tối sợ ma, Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật. Rồi tề thiên đại thánh, Tô Ngộ Không đồ này nọ, là cứ niệm niệm Nam Mô. Tự nhiên mình niệm như vậy đó, mình cũng phải có những cái bí quyết như vậy. Mình niệm niệm, khi mình đau khổ, mình oán hờn ai, mình nói buông 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 buông, từ bi từ bi từ bi, tâm mình đủ từ bi á, thì không còn ai là kẻ thù. Đó là như vậy. Thì xin cảm ơn mọi người.